Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 3, tàu Golden 168 có quốc tịch Panama chở hơn 6.000 tấn hàng cùng với 20 thuyền viên đang đầu tại vùng biển Vũng Tàu thì bất ngờ bốc cháy. Lúc này tàu đang đậu tại tọa độ 10 độ 21 phút vị Bắc, 107 độ 01 phút Kinh Đông thuộc khu neo phao số 0 Vũng Tàu. Nơi phát cháy là hầm hàng của tàu Golden. Sau đó thuyền trưởng đã cho nhân viên đóng nắp hầm để ngăn cháy lan rộng. Trên thuyền có 20 thuyền viên, một người mang quốc tịch Việt Nam, một người quốc tịch Bangladesh, còn lại là người Trung Quốc và Myanmar. Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy. Hai tàu cứu nạn SA-413 và SA-272 được điều động ra hiện trường, phun nước chữa cháy, đồng thời hướng dẫn cano hoa tiêu đưa 10 thuyền viên tàu bị nạn về bờ an toàn. Trên tàu còn lại 10 thuyền viên để phối hợp hỗ trợ. Đến trưa nay, đám cháy đã được khống chế toàn bộ 20 thuyền viên của tàu được an toàn.